Vào những ngày cuối năm thì bà con lại rục rịch chuẩn bị đồ đạc về quê ăn Tết với gia đình. Thế nhưng năm nay lại có rất nhiều người quyết định ở lại làm việc, kiếm thêm thu nhập thay vì trở về quê. Trong đó có rất nhiều học sinh, sinh viên vẫn còn tuổi đang đi học. Các bạn trẻ này lựa chọn ở lại làm thêm, sau đó đón Tết trực tuyến với gia đình. Bạn T, sinh viên năm 4 Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ngày cận Tết này thì anh lại làm thêm và bận rộn hơn bao giờ hết. Thay vì chuẩn bị đồ đạc về quê, thì nam sinh lại đăng ký làm thêm hai công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt và giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình. Hiện tại thì T đang làm chạy bàn tại quán cà phê và tham gia dịch vụ vệ sinh nhà cửa. Đây không phải là lần đầu tiên T đón một cái Tết xa nhà. Như vậy thì có đôi lúc cậu bạn vẫn chạnh lòng và nhớ những khoảnh khắc bữa cơm đoàn viên, quây quần bên gia đình và bố mẹ. Thậm chí thì cậu còn từng nghĩ đến việc bỏ mọi thứ để về quê, tuy nhiên thì con đường về nhà lại rất nhiều khó khăn. Theo lời Tê chia sẻ thì quê cậu ở tận Quảng Ngãi, giá vé máy bay Tết tăng lên một cách chóng mặt. Chưa kể từ dịch bệnh bùng phát nên Tê chỉ đành ở lại Sài Gòn suốt 2 năm qua. Những ngày này thì cậu cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi mong ngóng và trách mắng của bố mẹ. Mỗi ngày thì Tê lại làm tất bật từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Thậm chí thì có những lúc vì bận rộn quá nên cậu quên cả ăn cơm. Chia sẻ về những ngày này thì Tê cho biết, ý nghĩ bỏ hết tất cả để về quê chỉ lê lói một lần mà hầu như ngày nào tôi cũng suy nghĩ. Nhưng điều kiện không cho phép tôi làm điều đó. Hôm nào tăng ca về phòng tôi cũng cảm thấy cô đơn và nhớ nhà. Ở lại kiếm tiền hay về nhà ăn Tết là một trong những câu hỏi không chỉ các bạn sinh viên mà rất nhiều người lao động cũng phải đối mặt. Tuy mỗi người sẽ có những lý do khác nhau, dù lựa chọn cái nào thì điều họ suy nghĩ vẫn nhất là hai chữ gia đình. Bởi bất kỳ ai đều mong ngóng được thấy con cái, người thân của mình hạnh phúc, khỏe mạnh đón một năm mới đã qua.